Như bao nhiêu người chơi khác thì trước khi làm YouTuber, tôi cũng chơi server Minecraft. Hôm nay tôi quay trở lại cái server ngày trước tôi chơi, đó là My Lucky VN, để hoài niệm một chút về cái thời huy hoàng của tôi trong server. Tôi ấn quay trở lại cái server Faction 1 để hỏi thăm những người anh em ngày trước của tôi. Nhưng mà chào đón tôi thì lại là một cái hiện tượng vô cùng là kỳ lạ nhá. Ủa? Ủa là sao? Tôi bật tạp lên để xem danh sách người chơi. Tuy server bây giờ có nhiều mem thật nhưng mà những cái tên quen thuộc này còn đâu. Thay vào đó là hàng loạt những cái tên vô cùng là xa lạ. Theo thời gian mọi thứ đều thay đổi. Tôi nhớ lại ngày trước, mỗi lần server khuyến mãi, tôi phải chạy ra tiệm net để mua thẻ game nạp vào chơi cùng với anh em. Bây giờ thì cái việc mua thẻ nó đơn giản hơn nhiều rồi, nhưng mà anh em thì đâu có còn ai đâu. Ha? Tại sao cái việc mua thẻ nó lại đơn giản hơn á? Thì tại vì tôi mua thẻ ở mua thẻ nhanh.net. Nếu các ông có nhu cầu mua thẻ game, hãy truy cập mua thẻ nhanh.net. Dễ dàng, an toàn, chất lượng. Link website ở dưới phần mô tả. Tôi vào để hallo anh em một tí thôi, chứ thực ra tôi muốn vào server Faction 2 để chơi. Chứ giờ server Faction 1 thì nó đông người quá, nó loạn lạc lắm. Hallo, để tôi kể cho anh em nghe. Ngày trước lúc chơi ở server thì tôi có xin đồ của admin. Nhưng mà lúc đấy thì tôi chỉ là một member vô danh tiểu tốt. Chỉ là một trong số cả trăm member bé nhỏ. Nên là admin không cho và không quan tâm luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao ạ? Ui giời ơi, 20.000 xu. Trời ơi, bài học rút ra ở đây là cách nhanh nhất để xin đồ admin là làm YouTuber. Cái server Faction 2 này thì ít người hơn thật. Nhưng mà như vậy thì tôi có thể dễ dàng để xây dựng căn cứ. Tại vì cái Faction này là một cái chế độ chơi mà các bạn có thể phá nhà của người khác một cách hợp pháp. Chúng ta có thể điểm danh hàng ngày ở đây. Tôi không hiểu vì cái lý do gì mà tôi có thể điểm danh 2 ngày liền. Tôi nhận được một cái quốc kim cương phù phép, hai cái giấy gì đó và một cái chìa khóa. Có một anh bạn khá là tốt bụng ở đây. Anh bạn ấy đang dẫn tôi đến cái nơi dùng chìa khóa để quay dương. Tôi cầm theo cái chìa khóa, hớn ha hớn hở chạy theo nhưng mà cái thanh đồ ăn của tôi đang cạn kiệt rồi. Thấy tôi đói cái là anh bạn ấy cho tôi luôn thịt lợn này. Ôi, người đâu mà tốt thế. Cảm ơn nhiều nhá. Và đây là cái nơi để quay dương. Tôi từ từ cắm cái chìa khóa vào và một loạt cái pháo hoa rơi xuống. Tôi nhận được 16 quả TNT. Wait what? TNT ở trong Faction thì khá là ok, tại vì mấy ông có thể dùng để phá phác người khác, nhưng mà tôi không cần. Tôi nâng cấp rank của mình lên và nhận thêm một cái chìa khóa nữa. Tôi mong là lần này sẽ may mắn hơn, nhưng mà vừa ấn vào phát là hàng loạt cái pháo hoa màu đen nó hiện lên là thấy điềm rồi. Cái gì? Biết ngay mà, trời ơi. Chúc bạn may mắn lần sau. What the fuck? Như ở mọi server khác thôi, tôi cày kit để xem mình có nhận được cái gì không. Và tôi nhận được một cái set đồ khá là ngon. Những cái món đồ kim cương phủ phép cùng với đó là một chút đồ ăn và một cái chìa khóa nữa. Đây rồi, màu xanh của hy vọng đây rồi. Một cái spawner cừu. Ok, cũng được. Sau khi quay chán chê rồi thì tôi bắt đầu gạch qua để đi sinh tồn. Chỉ việc ấn vào đây và chúng ta sẽ di chuyển tới một nơi ngẫu nhiên ở trên thế giới. Và tôi được di chuyển tới một cái rừng cây xa lạ giữa cái trời mưa tầm tã. Tôi cần phải đi tìm một cái nơi thích hợp để lập căn cứ của mình mấy ông ạ. Nhưng mà cái chỗ này thì tôi thấy nó không ổn lắm. Bơi qua hồ giữa cái trời mưa, những cái tiếng tách tách rơi bên tai đúng là một cái trải nghiệm thú vị. Tôi không biết đâu nha, nhưng mà mấy con động vật ở đây nó kiểu bị làm sao ấy, nó di chuyển ít vô cùng. Đi một lúc thì trời cũng đã tạnh mưa rồi, nhưng mà tôi thì vẫn chưa thoát ra khỏi cái rừng cây này. Tôi nhanh chóng dùng cái cây rìu kim cương của mình để lấy một ít gỗ. Có vẻ như là để tối ưu hóa server thì admin đã để mấy con động vật này nó di chuyển ít hơn. Nhưng mà cũng nhờ vậy tôi có thể dễ dàng giết bọn nó để lấy thịt. Tôi tính tạo một cái Faction, nhưng mà để tạo được một cái Faction tôi cần 10.000 đô. Tiền bây giờ tôi mới vào server nên là cũng chưa đủ mấy ông ạ. Xu thì tôi có chứ, đâu thì tôi chịu. Và thế là tôi đành phải làm một anh tiểu phu chăm chỉ, chặt từng cái khúc cây một để bán đi lấy tiền. Đến cuối ngày thì tôi cũng đã chặt được kha khá gỗ. Bán toàn bộ đi thì mới được có 480 đô mấy ông ạ. Ui, nó bèo quá. Đang nghĩ về tương lai, không biết là bao lâu mới có đủ tiền lập phác thì tôi gặp được một anh bạn. Anh bạn này có vẻ là mới chơi thôi, nhìn độ không xịn cho lắm. Nhưng mà anh em nhớ là chơi Faction này cẩn thận nha. Đừng để người lạ TP qua, không là họ có thể giết mấy ông xong rồi phá nhà luôn ấy. Anh bạn ý cố vứt cho tôi bộ giáp sắt ở trên người nhưng mà không, tôi không lấy. Trời ơi, đã bảo không lấy rồi, vứt cho tôi cái bộ Gucci hay là kim cương tôi còn lấy chứ bộ giáp sắt thì lấy làm gì trời ơi. Tôi đi tới một cái vùng biển khá là rộng. Tôi nghĩ ở đoạn này tôi cần phải dùng thuyền mấy ông ạ. Ok à, anh bạn này đã chiếm thuyền của tôi và đang chở tôi đi rồi. Nhưng mà đang giữa đường thì không hiểu tại sao anh bạn ấy lại dừng lại. Ừ, tôi có một cái linh cảm không được tốt lắm nên là tôi đã nhanh chóng rời thuyền và đến một cái vùng đất khác. Tôi gạch quay để di chuyển tới một nơi ngẫu nhiên nhưng mà nó đã tốn của tôi 500 đô mấy ông ạ. Ừ, tức là toàn bộ công sức tôi chặt gỗ từ trước đến giờ là mất hết rồi. Tay trắng ta lại về trắng tay, nhưng mà đang suy nghĩ không đâu thì tôi lại thấy một cái hiện tượng rất là lạ nhá. Ừ, một cái hiện tượng khá là kỳ lạ. Những con mobs này nó lại không bị cháy dưới ánh nắng. Và có vẻ như là cái hành động của nó hơi bị chậm đi thì phải. Ấy, tôi chém nó phải 2 phát năm ấy. Và con kia thì giờ nó mới bắn tôi này. Khó hiểu thực sự. Ui giời ơi, cái cung thì đã sơn đâu, bắn làm sao mà trúng được.
Ơ, mấy ông có thấy cái điều đấy không? Nó kỳ cục thật đấy. Tôi lại phát hiện ra một cái điều kỳ lạ nữa ở trong server mấy ông ạ. Ừ, tuy là cái hang này nó tối vô cùng luôn nhá, tôi không cầm đuốc luôn, nhưng mà nhìn đi, chỗ nào cũng nhìn được, nó lại sáng một cách kỳ lạ nhá. Tôi không đùa đâu. Ngoài trời thì đang tối nhưng mà cái tầm nhìn của tôi nó dường như là không bị ảnh hưởng gì luôn. Tôi không biết rằng đây là một cái tính năng của server hay là tôi đã vô tình làm một cái điều gì đó trong vô thức để có được cái khả năng nhìn trong bóng tối như thế này. Và sau rất là nhiều ngày tìm kiếm thì cuối cùng tôi cũng tìm được một cái nơi thích hợp để làm nhà. Thực ra tôi lười quá, tôi dừng lại ở đây thôi. Tôi sẽ cần phải đào một số cát kha khá để làm một căn nhà ngụy trang ở dưới nước mấy ông ạ. Làm như thế nó bí mật hơn nhiều. Giờ tôi sẽ phải xây một cái viền của căn nhà đã để xác định được cái vị trí chính xác của căn nhà. Ok, giờ chúng ta sẽ phải hút hết nước ra, sau đó đào xuống để làm một cái căn cứ bí mật ở dưới nước. Tôi sẽ phải dùng cát lấp hết mấy cái chỗ có nước vào. Sau đó thì tôi lại phải đào cát ra. Và ok, giờ căn cứ của tôi đã bị mất nước rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải đào cái khu này xuống sâu hơn nữa. Đang đóng cái nắp lại thì tôi lại hết cát rồi mấy ông ạ. Tôi sẽ phải đi lấy thêm một ít cát nữa. Và mấy ông biết gì không? Admin vừa tặng tôi thêm một cái lệnh fly mấy ông ạ. Uầy, đặc quyền của YouTuber đấy. Giờ tôi có thể bay lượn thoải mái rồi. Tôi sẽ cần đào thêm một ít cát về để làm nốt cái mái. Ừ, tôi lấp nốt cái mái này bằng cát kết. Sau đó là phá cái viên đá cuội này ra để nước tràn vào. Sau khi hoàn thành thì nhìn nó như thế này này mấy ông. Một cái căn cứ ở dưới nước trông nó khá là bí mật nhá. Ai mà không nhìn kỹ là không nhận ra được đâu. Ừ, nhưng mà cái khu đất này tôi chưa lập pháp nên là tôi chưa chiếm được mấy ông ạ. Tức là ai mà đến được cái khu đất này thì vẫn có thể phá được như bình thường. Bên trong thì cũng rộng rãi phết, nhưng mà ai đó mà nhận ra được xong rồi phá đi xuống đây thì nó cũng khá là nguy hiểm đấy. Tôi đang ở cái khu trao đổi đồ cầy để xem nó có gì ngon ngon không, nhưng mà có vẻ như là cái khu này nó không hợp với tôi rồi. Tại vì tôi có 20.000 xu cơ mà. Hehe boys. Thế là tôi chạy qua luôn khu donate, khu dành cho những cái người donate ủng hộ server. Hay nói cách khác là nạp tiền ấy. Ở cái khu này có những cái món đồ rất là đặc biệt nhá. Những cái dụng cụ với những cái dòng enchant xịn vô cùng. Uầy, giáp hoàng gia nghe nó sang chảnh thế. Gì, giáp đế vương ui ơi. Nhưng mà tôi lại để ý đến cái AK-47 này. Cái gì mà bắn mũi tên mỗi 0,5 giây. Uầy, thôi thì hiện tại tôi cũng chưa cần nhiều lắm nên là tôi sẽ mua những cái món đồ cần thiết thôi. Tôi sẽ mua cái bộ công cụ này để tôi có thể dễ dàng hơn trong cái việc xây dựng và đào bới. Cúp donate này đào nhanh vô cùng nhá, mấy ông nhìn xem. Uầy, tôi mới chỉ ấn nhẹ một lần thôi đấy. Nhưng mà khoan đã, tại sao lại nổ một vùng như thế này? Uầy what? Có vẻ như là cây cúp này có một cái nội tại ẩn mấy ông ạ. Thỉnh thoảng lại nổ một cái vùng 3x3 khá là to nhá. Tôi dùng cây cúp này đi mine một ít sắt. Cũng nhờ cái mining skill mà thỉnh thoảng nó có thể nhân đôi cái khoáng sản tôi đào được. Đấy mấy ông nhìn xem, đào nhanh như này thì cái chuyện đào khoáng sản nó lại trở nên rất là đơn giản nhá. Đối với tôi, đào hoang diện thạch chưa bao giờ dễ đến thế mấy ông ạ. Uầy, nhanh thực sự. Wow, tôi sẽ phải cẩn thận hơn trong việc dùng cái cây cúp này thôi. Uầy, tôi bắt đầu thấy cái cúp này nó kiểu khó chịu rồi nha. Tôi không thể kiểm soát được cái việc nó nổ một cái vùng lớn như vậy. Anyway, dù sao cái cúp này cũng có gia tài 4 mà. Tôi nghĩ là đào sẽ được nhiều phết đây. Và chúng ta được tổng cộng 16 kim cương, cũng không nhiều lắm. Sau khi đi mai tôi về nhà để làm cái khu dùng cái lồng spawn cừu của mình. Tôi xây một cái cổng để xuống Nether lấy một chiếc thạch anh, nhưng mà vì một cái thế lực nào đó mà tôi không thể xuống được Nether mấy ông ạ. Tôi cứ đứng ở trong cổng mãi thôi, cái cửa nó tím lè rồi mà nó vẫn không dịch chuyển mấy ông ạ. Thôi dù sao vì mấy cái đồ đá đỏ trong shop cũng bán, tôi cũng không cần thạch anh làm gì cả. Tôi đặt cái lồng spawner xuống và nó không chạy. Chơi server bao nhiêu lâu rồi tôi biết chứ. Mấy cái lồng spawner động vật như này thì nó chỉ spawn ở trên cái khối cỏ thôi. Tức là mấy ông phải thay cái chỗ này bằng khối cỏ thì nó mới chạy được. Đó, thấy chưa, có cừu ấy kìa. Tôi đặt cái lồng spawner bị cao quá rồi. Tôi phải đặt nó cùng với cái lớp cỏ mới đúng. Tôi sẽ phải sửa lại một tí. Ok, mấy ông hãy nhớ là đặt cái lồng spawner ở cùng với cái lớp cỏ nhá. Để tí nữa chúng ta còn phải làm một cái đường nước tự động nữa. Tôi sẽ cần phải làm rất là nhiều những cái khối phân phát. Và sau đó đặt thành một hàng ở đây. Lúc nãy tôi quên không đào đá đỏ nên là bây giờ tôi phải đi tìm thêm đá đỏ mấy ông ạ. Thì you go. Đang trên đường về tôi lại thấy một cái khu có đá cuội nhá. Uầy, spawner đây chứ đâu nữa. Đây là một cái spawner zombie mấy ông ạ. Mấy con quái vật mà được triệu hồi từ cái spawner ấy, nó sẽ không tấn công mấy ông đâu. Ừ, đồ ở trong này thì cũng chẳng có gì ngon lắm. Thôi tôi nghĩ là tôi sẽ phá cái spawner đi thôi. Wait what? Tôi cần một cái cúp mềm mại tôi mới có thể phá được cái spawner này. Tức là chúng ta có thể đào được spawner mấy ông ạ. Ừ, hiện tại thì tôi chưa có cúp mềm mại nên là tôi đã lưu cái địa điểm ở đấy để về sau khi nào có cúp mềm mại thì đào. Tôi cũng nâng lên rank VIP để có thể nhận được thêm nhiều ưu đãi hơn với cả set home được nhiều hơn nữa. Mấy ông mà không biết thì set home tức là kiểu cái lưu địa điểm ấy, mấy ông có thể ấn lệnh cái là nó TP qua luôn. Mua rank cũng cho tôi thêm chìa khóa nên là tôi đi quay thử. Lần đầu tôi được khối sắt cũng không ngon lắm. Lần thứ hai tôi được thêm một cái spawner nữa.
Ừ, cũng gọi là tạm được. Tôi đặt luôn cái spawner đấy ở trên cái máy farm của tôi. Đây là cái spawner lợi mấy ông ạ. Quay trở lại với việc xây máy farm thì tôi sẽ phải làm một cái viền để ngăn cho bọn động vật không ngã xuống. Sau đó là đặt một cái xô lava ở dưới này, rồi làm một cái hệ thống đá đỏ cho cái máy farm nó chạy tự động. Yep, máy farm tự động hoàn thành rồi mấy ông. Nước nó sẽ chảy ra để đẩy cái bọn động vật xuống. Cái chỗ lava ở dưới này sẽ dùng để nướng thịt bọn nó. Nước nó sẽ tự đẩy ra xong rồi tự rút theo cái chu kỳ để có thời gian cho động vật nó spawn ra. Tôi chỉ việc đứng ở gần đây để cái lồng spawn nó hoạt động thôi. Còn lại là cái máy này nó xử lý hết rồi. Sau đó thì tôi phải trở thành một anh thợ mỏ chăm chỉ để đào đá kiếm tiền, bán đá đi để mà còn lập pháp mua đất. Ơ kìa, what the hell? Nó đào cả cái vùng lava làm tôi bị cháy ạ. Cái cây cúp phản chủ. Nói chung là cái việc đập đá cũng nhàn. Thỉnh thoảng may mắn thì tìm được kim cương. Ui. Ok, không những thế, tôi còn gạch quest để làm thêm nhiệm vụ kiếm tiền nữa. Chả mấy chốc mà tôi đã có thừa tiền để về nhà lập pháp. Nhưng mà khi về nhà thì một cái tiếng sét đánh xuống vô cùng là chói tai. Tôi tưởng là có chuyện gì ở đâu, hóa ra cái lỗi sai lại là ở cái máy farm thịt. Có vẻ như là cái hệ thống đá đỏ này làm lag server, nên là admin đã gửi tôi những cái tấm biển để cảnh cáo. Cảnh cáo thì thôi cũng đành vậy, nhưng mà trước hết thì tôi phải lập pháp để chiếm mấy khu đất này đã. Sau đó thì tôi phá toàn bộ cái hệ thống đá đỏ cũ đi để làm cái hệ thống mới anti cảnh cáo. Tôi treo máy một lúc ở đây để xem nó như thế nào, và thấy nó hoạt động khá là ổn, không còn thấy cảnh cáo của server nữa. Ừ, tôi nói là tôi chơi server lâu rồi mà, mấy cái trick này thì nó cũng là bình thường thôi. Rồi tôi mua cái khẩu súng AK-47, tôi có thể bắn ra một cái mũi tên mỗi 0,5 giây, nhưng mà nếu mà giữ chuột thì cái tiếng nó đứt tai vô cùng luôn nhá. Nếu như mà cứ cách 0,5 giây ấn một lần thì nghe nó êm hơn, chứ giữ chuột nó bắn liên tục thì nghe nó đứt tai lắm mấy ông. Tôi tìm thấy một cái khu băng nén ở trong server, cái khu này nó khá là hiếm đấy, nhưng mà bây giờ tôi cũng chẳng cần để làm gì cả. Tôi đang bay ở giữa biển để cố gắng tìm một cái Ocean Monument, nhưng mà bay từ nãy cũng không có mấy ông ạ. Có cái đền thờ dưới biển thì tôi có thể dùng để làm cái máy farm bọn Guardian, mà có cái đấy thì có thể có được rất nhiều tiền với cả kinh nghiệm luôn. Đang bay giữa sa mạc thì tôi tình cờ nhìn thấy một cái ngôi làng. Server vẫn là bản 1.12 nên là cái ngôi làng nhìn nó khá là hoài niệm mấy ông ạ. Trong này tôi tìm được anh dân làng bán sách độ mềm mại là tôi quyết định giữ lại. Ở bản 1.12 thì dân làng nó không đổi được nghề đâu, nên là tìm được mấy con mà nó đổi sách ngon thì nó khó lắm mấy ông. Tôi dùng vàng đổi ngọc lục bảo từ anh linh mục, sau đó là quay trở lại để đổi quyển sách mềm mại. Tôi ép mềm mại vào cái cúc của tôi nhưng mà nó lạ lắm, vì một lý do nào đó mà tôi không thể ép vào được. Vậy là tôi đành phải làm một cái khu enchant để chuẩn bị làm một cái cúp mới. Tôi enchant cho cây cúp được dòng gia tài 3 và chỉ có thế thôi, còn lại chẳng có gì nữa. Lần thứ hai tôi enchant cây cúp thì đã được 2 dòng hiệu suất 4 và chậm hỏng 3, và tôi ép thêm mấy quyển mềm mại vào cái cúp nữa. Tôi quay trở lại cái spawner zombie đập ra và nó không rơi ra cái gì cả mấy ông ạ. Có lẽ là cái tỷ lệ rơi ra cái spawner hơi thấp, hoặc là nhân phẩm tôi không cao thôi. Ừ, tôi xây dựng khá là nhiều hắc diện thạch để có thể xây dựng một cái nơi bất khả xâm phạm. Cái cúp của tôi xịn mà, nên là tôi có thể đào hắc diện thạch một cách dễ dàng. Nhờ cây cúp mà chẳng mấy chốc cái hồ lava nó tọc hẳn xuống. Tôi quay trở về nhà với gần 8 stack hắc diện thạch. Tôi nghĩ là như vậy cũng đủ rồi. Tôi đang mua những cái khu đất ở phía trên để chuẩn bị xây dựng một cái dự án mới. Một cái dự án nó to hơn, nó lùm xùm hơn. Tôi sẽ cần phải đào rất là nhiều cát để làm thành kính mấy ông ạ. Cái xẻng của tôi thì xịn quá, xịn đến mức nó có thể đào được cả đá luôn mấy ông. Ừ, tôi nghĩ là nó sẽ cần thêm một cái chỗ này cát nữa. Giờ tôi sẽ phải nung toàn bộ cái chỗ cát tôi có thành kính. Trong lúc đợi cát nung thành kính thì tôi sẽ thử mua một vài cái lồng spawn. Cái lồng spawn này là mấy ông mua xong rồi nó sẽ ram doom cho mấy ông những cái con vật ở trong đấy. Tôi khuyên là mấy ông không nên mua đâu, tại vì mấy ông chỉ cần điểm danh 6 ngày ở trong server là có một cái lồng spawn miễn phí rồi. Tôi không hiểu là nhân phẩm của tôi như nào nhưng tôi mở ra toàn được mấy cái lồng không đâu thôi à. Ít ra thì tôi cũng được thêm một cái lồng cừu nữa, tôi để luôn ở đây. Tôi không hiểu là nhân phẩm của tôi thế nào mà tôi mở lồng ra mấy cái lồng rất là vô dụng nhá. Nào là lồng ngựa, xong rồi lồng chó sói, lồng thỏ. Ôi ơi, mất bao nhiêu tiền của tôi. Thôi thì kính bây giờ cũng nung gần xong rồi, tôi sẽ bắt đầu xây dựng một cái căn cứ bằng kính ở đây. Tôi xây một cái sàn bằng kính, nó khá là lớn. Cái chỗ này là 900 thôi mấy ông ạ. Nó tốn có hơi nhiều kính hơn tôi nghĩ một tí, nên là đang giữa chừng thì tôi lại hết kính. Cái ô kính ở giữa thì sẽ là nơi để tôi xây dựng một cái công trình bằng obsidian, một cái công trình bằng hắc diện thạch mấy ông ạ. Đợi có kính xong rồi tôi lấp nốt cái sàn thôi. Tôi đang dùng đất để dễ dàng hơn trong cái việc định hình cái công trình mà tôi xây. Tôi nghĩ là tôi xây hình tròn nhiều rồi thì tôi sẽ xây một cái hình cầu đi. Ừ, đây là lần đầu tôi xây hình cầu nên là tôi cũng chẳng biết tôi đúng hay không nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ phải xây khá là nhiều hình tròn xong rồi lồng với nhau. Tôi đã xây 3 cái hình tròn nó lồng lại với nhau rồi, và tôi thấy nó cũng ok phết đấy mấy ông. Ừ, nhưng mà không hiểu kiểu gì cái lúc tôi xây xong thì tôi lại thấy nó bị méo mấy ông ạ. Dù gì đây cũng là lần đầu tôi xây hình cầu mà, nên là thôi, như này là tôi thấy ok rồi. Tiếp theo là tôi thay thế toàn bộ khối đất ở đây bằng hắc diện thạch để làm thành một cái hình cầu từ hắc diện thạch, một cái hình cầu obsidian. Ok, trong cái hình tròn này sẽ là nơi để tôi để tất cả cái lồng spawn quái vật ở trong đấy. Nó sẽ kiểu như là một cái hắc tinh đang thả từng cái con quái vật xuống ấy. Ừ, thế nó khá là thú vị. Tôi sẽ phải loại bỏ toàn bộ cái khối đất thừa thãi ở bên trong đi, sau đó đổ nước vào để làm một cái đường nước.
dẫn mọi quái vật xuống. Đặt thêm những cái lồng spawn quái vật ở đây là ok rồi. Cái khu này sẽ là cái máy farm kinh nghiệm của tôi, nhưng mà nó kiểu lùm xùm hơn hết. Tôi đang có hai cái spawner, hai cái nhện và cả hai cái zombie, nên tôi nghĩ là dùng nó cũng tạm ổn thôi, chứ chưa hẳn là ok lắm. Những cái con quái vật được sinh ra từ spawner thì nó sẽ không tấn công người chơi, nên là cái việc đứng farm bọn nó thì đơn giản hơn rất nhiều. Hiện tại thì đã gần 30 ngày rồi nhưng mà tôi vẫn chưa có giáp, nên là tôi mua luôn cho mình một cái bộ giáp hoàng gia. Giáp xịn mặc vào vừa để bảo vệ bản thân, vừa toát lên cái vẻ quý phái của hoàng tộc. Tôi đã lấp ở trên này những cái phiến đá mịn để quái nó không spawn ở trên đấy. Tôi qua dungeon để test thử bộ giáp xem như nào, nhưng mà có vẻ như là bọn này hơi yếu thì phải. Tôi có thể dễ dàng one hit bọn nó bằng cái khẩu súng AK-47 Mark của mình. Anh em để ý cái chữ mắc đằng sau nhá, nó không phải là Free Fire mắc đâu. Tôi qua khu dungeon thứ hai và nó vẫn yếu. Ừ, tôi chỉ cần 3 hit để có thể hạ được nó. Sang cái dungeon 3 thì nó là một con quỷ lửa tên là Goku. Nó khá là trâu ấy, nhưng mà có vẻ như là nó không đánh tôi thì phải. Tôi cầm cái khẩu súng AK-47 để dồn nó vào góc tường thôi. Nó đánh tôi một phát và đem, nó đau vãi nồi mấy ông. Tôi quyết định là đứng xấy nó ở khoảng cách xa để nó không làm gì được tôi. Lần đầu tiên tôi thấy con quỷ lửa nó không bắn cầu lửa mà nó đấm mấy ông ạ. Ảo thật đấy. Nhưng mà từ từ nha, lúc đó gần hết máu rồi, tôi đang nghĩ là ngon ăn rồi thì nó làm cái chiêu rất là kỳ lạ. Mọi thứ như tối sầm lại. Sau đó đột nhiên nó xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi hoang mang, tôi hoảng hốt, tôi không biết phải làm gì cả. Tôi lùi lại và liên tục bắn những cái mũi tên vào người nó. Nhưng mà mọi chuyện không dừng lại ở đó, nó lại làm thêm một cái điều rất là kỳ lạ nữa. Cái gì mà tiếng nổ siêu mạnh là sao? Một cái dòng chữ rất là kỳ lạ hiện lên, báo hiệu một cái điều không hề. Ủa? Vậy là tôi chết rồi ấy hả? Oh. Yo, what the fuck? Bro, là sao? Tôi chết rồi mà nó bay đến tận spawn nó đánh tôi luôn. Vãi cả nồi, kiểu gì đấy? Những cái nguyên liệu ở dungeon thì có thể dùng để nâng cấp những cái món đồ ở khu trao đổi. Nhưng mà con boss nó khỏe như này thì tôi nghĩ là cày cũng phải khá lâu ấy. Tôi chạy đi mua thêm một cái thanh vô cực kiếm để có thể dễ dàng hơn trong việc farm mobs. Sau đó thì tôi quay trở lại trả thù con boss Goku đấy, nhưng mà kết quả thì vẫn vậy. Tuy là đã có thêm vô cực kiếm rồi nhưng mà nó vẫn đánh tôi không trượt phát nào. Hàng loạt combo nó sử dụng nó dồn vào người tôi ăn trọn cả. Máu của tôi tụt như tụt quần, nó hấp thụ những cái năng lượng xanh ở xung quanh vào người nó. Bắn một chưởng vô cùng đau vào người tôi, cho tôi một vé bay về spawn. Giờ nhớ lại không hiểu tại sao ngày trước mình có thể giết được con này nhỉ. Thôi thì không giết được mấy con boss đấy thì tôi quay trở lại xả stress vào mấy con này. Để tôi nói cho anh em nghe một cái điều rất là thú vị ở trong server này nhá. Anh em chỉ cần cầm cái kiếm ở tay trái, xong rồi anh em ấn chuột phải là anh em có thể dùng được. Anh em có thể giữ chuột phải để nó auto chém luôn anh em ạ. Uầy, được của nó luôn. Tôi sẽ để cái xô nước ở đây để quán nó dồn hết về một ô. Giờ tôi chỉ cần đứng yên xong rồi giữ chuột phải thôi, nó tự chém mấy ông ạ. Ừ, anh em chẳng cần phải làm cái gì cả. Anh em giữ chuột phải xong rồi ấn F3T. Đấy, nó hiện lên như này xong rồi đợi loát anh em thả chuột ra. Đó, vậy là anh em có một cái auto click rồi. Tôi đang không động vào chuột, không động vào bàn phím luôn mà nó vẫn tự đánh cho tôi cơ. Ừ, cái server nó xịn ở chỗ đấy anh em ạ. Nhờ cái cách này mà tôi có thể treo máy AFK farm mobs một cách hợp pháp luôn anh em. Tôi có hỏi admin rồi, admin bảo là không vấn đề gì luôn. Anh em vào chỉ cần cầm cái kiếm ở tay trái thôi là làm được nhá. Tôi sẽ phải làm cái hộp kính, nó sẽ cao nó chùm lên cả cái khu này, nên là tôi nghĩ là nó sẽ cao lên tầm này là hợp lý này. Ok, và hoàn thành rồi mấy ông. Ui ơi, một cái hộp kính to vật vã mấy ông ạ. Ui, tôi không nghĩ là tôi sẽ làm một cái hộp kính nó to như thế này đâu. Giờ chúng ta sẽ phải đổ nước lên cái hộp kính để làm một cái lớp bảo vệ cái căn cứ của tôi khỏi TNT. Tôi nghĩ đổ nước như này thì cũng ok rồi đấy. Tôi nghĩ là không ai có thể bắn TNT vào đây được đâu. Anh em mà muốn nó kiểu vững chắc hơn, nó kiểu an toàn hơn ấy, thì anh em hãy dùng lava nhá. Ừ, dùng lava thay cho nước ấy. Mấy, có bạn vừa bảo tôi là phải gánh quartz thì mới có chỗ ở đi tới Nether mấy ông ạ. Và chúng ta không thể di chuyển tới Nether bằng cái cổng của riêng được. Chúng ta phải đi qua cái warp của server. Và có vẻ như là không nhiều người biết cách xuống Nether lắm, nên là cái spawn ở trên này cũng không bị tàn phá nặng nề lắm. Cách kiếm tiền nhanh nhất ở trong server này ấy, là anh em hãy xuống Nether, đào thật nhiều Nether crack vào xong rồi bán đi, được nhiều tiền vô cùng luôn nhá. Đang bay một lúc thì tôi lại tình cờ nhìn thấy cái The Fortress ở giữa cái biển lava. Tôi ngay lập tức xác định vị trí của hai cái lồng spawner. Tôi cầm cúp mềm mại lên để đập thì nó đen vô cùng. Cả hai cái lồng tôi đập đều vỡ cả hai, tôi chẳng được cái gì cả. Nhưng mà tôi thực sự là không hiểu kiểu gì mà cái tòa thành này nó lại nối liền luôn cái tòa thành khác mấy ông ạ. Ừ, tôi thấy một cái lồng thứ ba. Tôi đập ra thì được một cái spawner đầu tiên. Uầy, cái tỷ lệ của nó là 50-50 mà. Đập hai cái lồng xịt rồi thì cái lồng tiếp theo chắc chắn phải ra đúng không? Tôi tìm thấy cái lồng tiếp theo và tôi đập. Uầy, nó lại ra tiếp này. Uầy ơi, ảo thế nhở. Nhưng mà khoan từ từ nhá, tôi thấy một cái sinh vật rất là kỳ lạ ở đây. Con gì thế này? Nó trâu phết này mấy ông. Một chém rồi mà chưa chết này. Uầy, hai chém chưa chết này. Ôi, con này được phết nhờ, nhưng mà nó đi lại hơi chậm nhá. Tôi nghĩ là nó khá là nguy hiểm đấy. Tôi không biết là có phải do admin không, hay là do cái thế giới này nó kỳ lạ quá.
Cứ đi một lúc mà tôi lại gặp được một cái tòa thành mới. Trời ơi, tôi nghĩ là admin cố tình làm thế để kiểu anh em xuống đây có cơ hội đập được nhiều lồng spawn ấy. Nên là anh em cứ xuống Nether đi lung tung là ra à. Và sau khi đi qua khá là nhiều cái tòa thành thì tôi nhận được 4 cái lồng spawn con quỷ lửa. Tôi thấy vậy là nó cũng hơi phết đấy. Mất có tầm 1 tiếng thôi, mấy cái lồng nhện này tôi nghĩ là tôi sẽ phá ra đi. Tại vì mấy cái con nhện nó kiểu nó chắn cái chỗ ấy, nó không cho mấy con khác nó rơi xuống, nó bị kẹt. Thay vào đó thì sẽ là những cái lồng spawn quỷ lửa mà tôi mới tìm được. Theo kinh nghiệm mà tôi chơi ấy, thì quỷ lửa thường nó ra nhiều hơn mấy con mobs khác. Và kinh nghiệm nó ra cũng nhiều hơn nữa, nên là nếu mà được thì anh em chỉ farm mỗi quỷ lửa thôi là được rồi. Hiện tại là tôi đang chơi 2 nick nên là nó khá là lag ấy. Đây là cái clone của tôi mới thêm cái ạc quyền 01 vào để giữ thêm power cho phát. Về cái power với cả cái chế độ faction thì anh em tự tìm hiểu nha, chứ tôi lừa giải thích lắm. Ừ, mà mỗi cái nick anh em có thể dùng để điểm danh để nhận spawner, nên là anh em biết là dùng clone để làm gì rồi đúng không? Ngoài ra thì anh em có thể có một cái máy phong quái tự động khi mà dùng clone đó, thấy chưa? Ôi ơi, máy vừa tự động lại còn xịn nữa. Anh em cứ chơi mấy ạc vào, một ạc chính để chơi, một ạc để farm quái, một ạc điểm danh. Úi dồi ôi, có mà top server luôn. Tôi mong là admin server không xem mấy đoạn này. Tiếp theo người tôi dành ra một vài ngày ở trong game để tiếp tục đi tìm cái Ocean Monument, cái đền thờ dưới biển. Và sau một thời gian khá lâu tìm kiếm thì tôi tìm thấy rồi anh em. Tôi nhanh chóng bơi vào và tiêu diệt 3 con boss ở trong đấy. Nó cũng khá là đơn giản, tại vì mỗi con tôi chỉ cần đánh 2 phát là bay màu rồi. Để làm được cái máy farm Guardian thì tôi sẽ phải xây dựng những cái bức tường lên để chặn nước xong rồi hút nước. Và như thế thì nó khá là lâu ấy. Tôi khá là lười nên là tôi nghĩ là để khi khác làm đi. Ừ, giờ vẫn chưa cần làm đâu. Tôi quay trở lại phát và cái máy farm tự động của tôi vẫn đứng đó. Yeah, nó khá là tiện ấy. Nhưng mà chơi nhiều ạc như này kiểu nó hơi bị lag ấy. Nên là anh em ai máy ok một tí mới làm được thôi. Tôi dùng đất để xác định cái vị trí xây dựng công trình của mình. Tôi sẽ xây dựng thêm những cái hòn đảo bay xung quanh cái hắc tinh này. Ok, và chúng ta sẽ xây dựng thêm 4 cái hòn đảo xung quanh. Kiểu mỗi cái hòn đảo sẽ là một cái vùng khác nhau. Cái hòn đảo đầu tiên sẽ là một cái vùng đồng bằng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Tôi xây ở trên có một cái nhà cùng với đó là 2 cây xung quanh, thêm một vài cái cây cỏ và cây hoa nữa. Hòn đảo thứ hai sẽ là một cái vùng hòn đảo nấm. Tôi dùng cái khuôn ti thể để xây cái bề mặt. Cùng với đó ở trên là một cái nhà nấm và những cái cây nấm xung quanh. Tiếp theo là hòn đảo ở dưới Nether, tôi dùng Nether Crack để xây. Ở dưới sẽ có một vài cái viên đá magma. Còn ở trên thì sẽ là một phần của cái The Fortress. Tiếp theo là hòn đảo cắt linh hồn, thì tôi dùng cắt linh hồn làm bề mặt thôi. Và ở trên tôi xây một cái bộ xương với cả một cái đầu xương của một cái loài vật nào đó. Trong lúc xây dựng thì cái ạc phụ của tôi farm kinh nghiệm đổi được vô cùng là nhiều những cái quyển sách đặc biệt. Anh em nhìn xem, những cái quyển sách đặc biệt với những cái khả năng kỳ lạ mà ở Vanilla không có. Rồi ghép cái quyển sách Aquatic lên cái mũ của tôi. Cái quyển sách này có thể giúp tôi thở thoải mái ở dưới nước luôn mấy ông ạ. Giờ tôi có thể thở thoải mái ở dưới nước rồi, nên tôi có thể đào bới ở dưới này thoải mái luôn. Tôi sẽ cần phải làm thêm rất là nhiều cát để làm những cái tường chặn nước. Ok, tôi nghĩ là tôi lấy đủ cát rồi đấy. Trời ơi, nhìn cái sa mạc kìa. Rồi tôi sẽ phải dùng cát để xây lên những cái bức tường chặn nước ở xung quanh cái Ocean Monument này. Ok, tôi đã xây xong rồi. Nhưng mà mấy ông có cảm giác là kiểu bọn Guardian bọn nó ra hơi ít không? Ừ, tôi nhìn nó kiểu hơi bị ít ấy. Uầy, tôi mới vào thử server bằng cái shader mà trời ơi, nó đẹp quá anh em. Ừ, uầy, cái shader nhìn ảo thực sự ạ. Xây không đẹp nó cũng thành đẹp luôn, vãi cả nồi. Nhưng mà cái máy của tôi bây giờ mà chơi shader thì nó hơi bị lag ấy. Nên là anh em thông cảm nhá, khi nào tôi có máy xịn tôi chơi shader sau, còn bây giờ thì thôi. Thôi thì quay trở lại làm việc thôi. Tôi thấy là hút hết nước ở cái Ocean Monument này ra nó hơi bị nhiều ấy. Với cả nó hơi bị lâu ấy, mà tôi thì lười nên là tôi nghĩ là tôi sẽ phá toàn bộ cái Ocean Monument này ra. Tôi sẽ phá toàn bộ, tôi sẽ phá toàn bộ cái Ocean Monument này ra để xây một cái máy farm ở bên dưới. Ngày trước tôi chơi server tôi cũng làm như thế và nó ok phết, tôi không biết là bây giờ như nào thôi. Sau khi phá xong rồi thì tôi sẽ phải cần gỗ để làm những cái cánh cổng hàng rào. Chúng ta sẽ cần một cái lượng kha khá gỗ để có thể lấp đầy cái bề mặt lúc nãy bằng những cái cánh cửa hàng rào. Ok, tôi nghĩ là từng này gỗ là hơi bị nhiều rồi, nhưng mà thôi không sao, thừa còn hơn thiếu. Chúng ta sẽ phải chuyển hết gỗ sang những cái cánh cổng hàng rào như thế này. Sau đó đặt lên toàn bộ cái khu đền thờ dưới biển để chặn nước. Nó sẽ kiểu trông như thế này, tôi sẽ phải làm như vậy với toàn bộ cái bề mặt ở đây. Và cái chỗ này thì khá là rộng nên là tôi nghĩ là nó sẽ khá là lâu đây. Ừ. Ok, sau một tiếng thì tôi đã lấp đầy hết cái chỗ này bằng cái cánh cổng hàng rào rồi. Sau khi nước nó bị chặn lại như thế này rồi thì tôi sẽ phải đào tiếp xuống dưới để làm một cái nơi cho bọn Guardian nó rơi xuống.
cuối cùng cũng xong rồi mấy ông. Tôi tốn bao nhiêu công sức để làm cái này đấy, tôi không đùa đâu. Nhưng mà cái chuyện này nó khá là kỳ lạ nhá. Lúc tôi đang xây thì tôi thấy nó spawn ra rất là nhiều, nhưng mà bây giờ xây xong rồi thì tôi lại chẳng thấy con nào spawn ra là sao nhở. Ủa là sao? Tôi nhớ ngày trước nhá, tôi làm cái máy farm như thế này nó ra nhiều vô cùng luôn. Tôi dùng nó để farm kinh nghiệm với cả farm money nha, tôi lên top 2 money luôn. Tôi lấy cả top 2 money, cả top 3 money của server luôn. Tôi được rất là nhiều xu từ cái việc đấy. Nhưng mà bây giờ tôi xây lại thì nó lại không ra con nào là sao nhở? Nó kỳ cục thật đấy. Nhưng mà từ từ nha, một ông khác đang ở chỗ tôi. Và khi có hai người thì tôi không hiểu tại sao nó bắt đầu spawn ra mấy ông ạ. Ừ, tuy là không nhiều lắm nhưng mà nó có spawn ra. Nhưng mà một người thì không thấy con nào cả. Tôi có hỏi admin thì admin bảo là spawn ra nhiều quái quá, nó lag server. Nên là méo nhá. Có lẽ là ngày trước tôi xây cái máy farm này ở trong server nó OP quá, nên là admin server đã phong ấn cái sức mạnh của máy farm này lại. Một phần là nó spawn ra nhiều quái quá gây lag cho server, nên là admin đành phải giảm cái số lượng quái nó sinh ra. Thôi thì bây giờ nó như thế này, thỉnh thoảng rơi xuống 1-2 con thôi, nhưng mà server không bị lag, anh em có thể thoải mái để chơi. Sau đó là vì chán quá nên là tôi chuẩn bị nguyên liệu để làm một cái thứ nó lùm xùm hơn. Thì ở server nào cũng vậy thôi, tôi muốn làm một cái thứ để mọi người biết rằng tôi đã từng ở trong server. Và tất nhiên đó là cái tượng của tôi thôi. Tôi xây một cái đảo trôi lơ lửng trên trời ở giữa biển, nó trôi lơ lửng ngay trên cái map farm garden của tôi. Khác với mọi khi tôi chỉ xây cái tượng của tôi thì lần này tôi xây thêm một cái nút bạc. Như mấy ông đã biết đấy, tôi mới cán mốc 100.000 sub. Đây là tôi xây lên một cái nút bạc ở đây. Đang xây thì tôi tự nhiên lại hết nguyên liệu nên là tôi phải dừng lại một tí. Nói chung là tôi đang cầm cái nút bạc lên để khoe với mọi người. Yeah, và tôi đã hoàn thiện cái đầu của tôi rồi. Ở phía trong này sẽ là một cái lớp kính. Đáng lẽ ra nó là một cái lớp kính phản chiếu nhưng mà trong Minecraft không có nên là để cái kính này tạm vậy. Ok, nó cũng khá giống cái nút bạc của đấy. Tiếp theo tôi sẽ phải hoàn thiện nút cái chân ở phía sau. Tôi đang đứng để dựa lên cái nút bạc. Ok, và mọi thứ gần như là hoàn thành rồi. Tôi mới thay cái viền của nút bạc đi thì ok, nhìn nó đúng là giống hơn thật. Giờ tôi sẽ cần phải thêm những cái dòng chữ ở phía dưới. Ok, tôi đã thêm được cái dòng chữ 100k subs Neju Gang ở dưới rồi. Nhìn được của nó không anh em? Tôi thấy là cũng ok phết đây, không đùa đâu. Uầy, cái chỗ này mà khi làm một buổi bắn pháo hỏa ở đây thì còn gì bằng đúng không ạ? Uầy, được của nó luôn. Nhưng mà chưa hết đâu anh em. Toàn bộ những cái món đồ ngon tôi cầy được tôi để hết ở trong dương này. Anh em mà vào server ấy, phá được cái chỗ này ấy, thì coi như là của anh em hết luôn. Những cái món đồ đôn nếp mà tôi mầm bằng xu thì tôi sẽ để hết ở căn cứ chính của tôi. Anh em muốn lấy thì cứ vào phá tự nhiên. Nói chung là gì thì gì chứ cái căn cứ này tôi tự tin vào cái khả năng phòng thủ của mình lắm rồi. Anh em không phá được đâu. Nhưng mà từ từ nha, chưa hết đâu. Theo như lời của admin ấy thì vào ngày 1 tháng 6 sắp tới, anh em mem mới vào server sẽ nhận được 100 xu, cùng với đó là khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp. Anh em chỉ cần vào server và comment form nghe you quy quyết lớp để nhận được những cái nhìn khó hiểu từ admin. Tôi nói đùa tí thôi, anh em chỉ cần vào server là có xu nhá. Còn giờ thì hết 100 ngày rồi, anh em xem nốt cái outro xong rồi để lại cho tôi một like một sub nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. See ya.